Xin chào, hôm nay mình xin hướng dẫn cách lắp đặt khóa điện tử DL2001T cho tủ locker sắt. Để lắp khóa điện tử DL2001T lên tủ locker sắt thì trên cánh tủ còn phải khoét sẵn vị trí lắp khóa có hình chữ nhật với kích thước chiều dài là 74, chiều rộng là 54mm và cánh tủ sắt phải có độ dày là 0.6 đến 1mm. Để tiến hành lắp đặt khóa, ta sẽ đặt mặt lưng của khóa vào vị trí lỗ khoét. Đảm bảo rằng cạnh bên trái của khóa khít với vị trí lỗ khoét. Sau đó ta sẽ đẩy nhẹ cạnh bên phải vào. Lúc này khóa đã được lắp chắc chắn trên cánh tủ. Để tìm hiểu thêm thông tin về khóa, vui lòng liên hệ hotline hoặc website lockenlock.vn để được hỗ trợ. Thank you.